Tôi bị hẹp ba chỗ động mạch vành, LM 50%, LAD 50%, LAD1 50%, LAD2 60%, phát hiện từ tháng 1 năm 2017. Bác sĩ bệnh viện Bạch Mai cho tôi uống thuốc chống kết tập tiểu cầu loại Aspilet 80 mg, còn bác sĩ bệnh viện Tim Hà Nội cho uống loại Duoglavin 75 mg cộng 100 mg. Ban đầu tôi uống Aspilet, sau tôi uống Duoglavin và hiện tại tôi vẫn đang uống loại này. Có bác sĩ bảo không cần thiết phải uống loại cao này vì tôi chưa đặt stent. Vậy tôi xin hỏi, trong trường hợp của tôi, uống loại nào là phù hợp? Vì dùng thuốc chống kết tập tiểu cầu có thể gặp nhiều rủi ro. Hãy cho tôi một tư vấn để tôi biết ạ. Xin cảm ơn nhiều. Duplavin tức là aspirin 81 mg cộng với clopidogrel 70 mg. Còn aspirin tức là aspirin 80 mg. Thì duplavin nó nhiều hơn aspirin bởi vì nó có cái clopidogrel. Clopidogrel và aspirin hai cái đều tác động lên cái hệ thống vón tử của nó, nhưng mà mỗi cái tác động lên đường một không. Đấy. Thì chúng ta thấy rằng thì là ta khuyên bạn là chưa nâng động mạch vành thì chưa nên dùng duplavin, thì cũng có lý do của nó. Bởi vì là nếu nâng động mạch vành mà chúng ta lại dùng cái thuốc mà chống thuốc mà nó kèm theo cái stent đó, nhưng mà nó lại làm cho cái người ta là stent phủ của thuốc ấy, thì chúng ta làm cho cái nội mạc của cái động mạch vành nó xính, nó không tổ chức hóa được, hay xuất hiện cái cục máu đông, do đó chúng ta cần phải cho aspirin và clopidogrel là đúng. Nhưng nếu mà chúng ta dùng lâu dài rồi thì dùng thì quá ba tháng rồi thì có thể chúng ta dùng một thứ là aspirin. Thế còn aspirin dùng 500 mg là aspirin là pH 8 chẳng hạn, hay là 81 mg, hay là 100 mg, hay là dùng 75 mg, thì tôi cũng chưa nó có thể nói chắc chắn được. Nhưng mà khi nào mà yếu tố nguy cơ đông máu nhiều, ví dụ như là dòng nhịp tim, dung nhĩ hoặc là tim to, thì chúng ta cần phải cho cái liều cao. Nhưng mà như thế lại có một nguy cơ là gì? Lại là chảy máu. Thế cho nên tôi vẫn nói là cái đáng sợ của cái bác sĩ là cái chảy máu. Ngoài cái thuốc giãn mạch ra, thì là thường xuyên chúng ta chảy máu, nhưng mà cái thuốc chống đông thì là chảy máu. Không cho chống đông thì là mạch vành tắc mạch. Nhưng mà nếu cho chống đông nhiều quá thì là chảy máu. Ai cũng cần trái tim khỏe để yêu thương. Nhưng theo thời gian, trái tim cũng sẽ dần suy yếu. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày. Ích Tâm Khang giúp ngừa nguy cơ suy tim, giúp giảm đau thắt ngực, mệt mỏi, ho phù, khó thở. Ích Tâm Khang cải thiện tuần hoàn mạch vành. Ích Tâm Khang tăng cường sức khỏe trái tim. Đông Tây mang lại niềm tin sức khỏe.